ban thờ phượng, cho nên tôi nói ô vậy tốt quá, tạ ơn Chúa ngày hôm nay buổi thờ phượng của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay. Ngài Chúa, chúng con tạ ơn Ngài chơi, Ngài vẫn cho chúng con có được sức lực chơi, vẫn cho chúng con có được phương tiện chúng con đến đây để chúng con thờ phượng Ngài. Và chúng con giờ phút này học hỏi lời của Chúa, là Chúa Thánh Linh Ngài đến và Ngài chỉ dạy cho chúng con chơi. Ngài mở tâm trí chúng con ra để chúng con có thể nghe được lời của Ngài và thấu hiểu được tình yêu thương của Ngài đối với mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện nhờ Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi chiều ngày hôm nay thì tôi xin lỗi, tôi có cục kẹo ho trong miệng thì vì vẫn còn ho, nhưng mà tôi không có bệnh, không có sốt, không có gì hết, chỉ có ho mà chỉ có ho thôi. Tạ ơn Chúa. Chúng ta học lời của Chúa trong Luca đoạn số 18 từ câu số 9 cho đến câu số 14, giống như cuộc chiến vừa mới đọc qua. Thì trong những ngày vừa qua thì tôi có được cơ hội để mà ngồi xuống để mà suy nghĩ về tất cả những cái sự những cái điều mà rất là khó xử trong cuộc sống này, những cái giống như là hai ông bà của bé Kelly vừa mới qua đời một cách rất là oan uổng, cũng giống như là nhiều những cái sự việc xảy ra mà chúng ta không có, nó rất là bất thình lình và không có thể tính trước được, cũng như là nghĩ về những cái cuộc chiến tranh ở trên đất này thì có rất là nhiều điều tôi suy nghĩ trong cái tâm trí của tôi. Và đây là những cái lời mà Chúa đến mà an ủi lòng của tôi, thì cũng muốn chia sẻ lại những điều mà Chúa đã dạy dỗ cho tôi cho quý hội thánh buổi trường hôm nay. Nó rất là dễ để cho chiến tranh xảy ra, và rất là dễ để cho chúng ta thấy được những cái sự kiện gì đó mà làm cho nó ở trong cuộc sống của chúng ta nó đổ vỡ. Và rồi chúng ta nhìn và chúng ta thấy được có rất là nhiều người trải qua những sự khó khăn. Có lẽ chúng ta trải qua những sự khó khăn trong tâm linh, trong thể xác. Và chúng ta nhìn xung quanh và có rất là nhiều người khác, họ giống như là họ đi trên mây vậy đó. Giống như là một số người đi trên mây và một số người khác thì đi trên lửa. Ở đây, ở đâu họ đụng tới cũng cháy, ở đâu cũng nhìn cũng thấy khói không à. Không có thấy được sự bình an đâu hết. Và đây là cái điều mà Chúa đem đến cho tấm lòng của tôi khi mà tôi suy nghĩ đến những điều này. Và tôi nói chuyện với Chúa thì Chúa chỉ cho đến cái đoạn Kinh Thánh ở đây. Ở trong câu số 19 bắt đầu như thế này, ở trong Luca đoạn số 18 câu số 9. Ngài lại phán ví dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Chúng ta thấy được rằng đây nói đến một cái tâm trạng của những người cũng đi đến một nơi, họ sống ở một cùng một chỗ. Và hai người này cũng đi đến một cái nơi để mà tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và ở trong này thì Đức Chúa Giêsu muốn đưa cho chúng ta cái trạng thái này để chúng ta thấy được rằng ở trong một cuộc sống này có rất là nhiều người đi song song với chúng ta và họ sống một đời sống rất là khác với lại những cái kinh nghiệm mà chúng ta trải qua. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm những lời như vậy. Ông ta không có nói lớn ra, ông ta nói rất là nhỏ trong miệng thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng đây là một người mà đi trên mây, là bởi vì cái đời sống của ông ta, ông làm những công việc rất là khó, nhưng mà nó rất là dễ đối với ông ta. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải những người khác. Tham lam, bất nghĩa, gian dâm cũng không phải là những người thâu thuế này. Ông ta có một sự so sánh và ông ta nói rằng ô, tất cả những cái gì đó mà công bình ở mà trong luật pháp của Ngài tôi có thể làm hết, không có một cái gì khó đối với tôi hết, và tôi tạ ơn Chúa. Và cũng như vậy, chúng ta thấy được rằng rất là nhiều người trong thế gian này họ sống một cuộc sống rất là thanh thản, họ rất là thành công, cái gì cũng rất là dễ dàng đối với họ hết. Con cái lớn lên, đứa nào cũng thành công hết. Và họ sống những đời sống rất là, nhìn ở bên ngoài nhìn vào mình cảm thấy nó bất công bình ở chỗ là tại sao nó dễ đối với là những người khác và đối với mình nó hơi khó. Ở đây có một điều mà ông ta nói mà tôi nghĩ đây ám chỉ một điều rất là thật ở đây. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần. Cái đó nó rất là khó.
Tôi kiêng ăn một năm có lẽ một lần, mà nó rất là khó. Nhiều lắm thì là một năm hai lần. Ông này mỗi một tuần kiêng ăn hai lần. Nói đến một cái gì đó mà đến với lại con người ta rất là dễ dàng. Có rất là nhiều người đẹp, rất là tự nhiên, giống như là chị Minh Lê bên kia. Và có nhiều người rất là xấu, rất là tự nhiên, giống như là tôi ở đây. Và chúng ta thấy được rằng cái sự công bình nó không có ở trong cái đất này. Nó chỉ có sự bất công bình thôi. Ông ta kiêng ăn một tuần lễ hai lần, nói lên một cái gì đó nó rất là khó đối với là một số đông, nhưng mà có lẽ rất là dễ dàng đối với ông ta. Và ông ta nộp nói ở đây, và nộp một một phần mười về mọi món lợi của tôi. Ông ta làm những công việc này và chúng ta thấy được rằng bởi vì ông ta không có thiếu thốn, rất là dễ để cho ông ta nộp một phần mười bởi vì không có thiếu. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta thấy rất là thiếu thốn, chúng ta nghĩ nếu mà tôi đưa cái này cho Chúa thì làm sao tôi có thể lo được cho gia đình của tôi, làm sao tôi có thể lo được cho những cái công việc ở trong đời sống của tôi mà tôi cần phải lo. Đó không phải là sự tham lam, đó là khi mà cái mắt của chúng ta nhìn và chúng ta thấy được rằng nó khó, nó không có dễ. Và chúng ta nhìn đến cái ví dụ thứ hai, người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ông ta đến một cái mức độ mà ông ta không còn biết nói như thế nào, nói và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con vô phương cứu chữa rồi. Cái gì nó cũng cái con làm không có cái gì mà nó đúng hết, cái gì nó cũng sai hết. Không có ai, có lẽ ông ta muốn không có ngước mặt lên được là bởi vì bao nhiêu người xung quanh đều nói với ông ta là ông là một người có tội. Có lẽ rất là nhiều người nói với ông là một người xấu xa, đê tiện, tội lỗi. Và cái Đức Chúa Trời không, tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã định tội ông, nhưng mà đó là những người xung quanh đã cho ông một cái khái niệm rằng ông là một người không sống một đời sống không có xứng đáng. Và đó là lý do tại sao ông ta không ngước mắt lên được. Chúng ta thấy được rằng hai cái thái cực ở đây. Một người có một đời sống có lẽ rất là thánh thánh khiết, rất là dịu dàng, đi trên mây. Và cái người kia thì Đức Chúa Giêsu không có nói nhiều, nhưng mà Chúa chỉ nói rằng: hãy thương xót lấy tôi vì tôi là người có tội. Ông ta công nhận được cái trạng thái mà ông ta đang sống, thấy được rằng cái điều mà định nghĩa cái cuộc sống của ông ta là cái tội của mình. Khi mà chúng ta nhìn trong gương và chỉ thấy cái tội không thôi thì chúng ta không thể nào mà ngước mắt lên được. Thì ở đây Đức Chúa Giêsu nói như thế này: ta nói cùng các ngươi, người này, người thu thuế trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Và đó là cái bài toán mà Đức Chúa Trời đã định và cho chúng ta thấy được ở trong cuộc sống này. Chúa cho chúng ta trải qua tất cả những cái giai đoạn trong cuộc sống này để rồi Chúa có thể đến để mà Chúa nhấc chúng ta lên. Không phải là tôi muốn nói ở đây rằng nếu mà đời sống của chúng ta rất là dễ dàng thì Chúa sẽ hạ chúng ta xuống. Tôi không có nói cái điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu nói điều đó. Chỉ muốn nói đến một cái khía cạnh, đó là trong tất cả những sự khó khăn ở trong cuộc sống này. Cho xin. Thank đàn chỗ vẫn còn sống. Ở trong này thì cho chúng ta thấy được hai cái thái cực mà có lẽ mỗi một chúng ta phải trải qua. Có lẽ đời sống chúng ta rất là dễ dàng, hoặc là có lẽ ngày hôm nay chúng ta sống một đời sống rất là khó. Ở đây chúng ta thấy được rằng Chúa cho chúng ta một cái giải đáp ở đây.
Làm sao cái câu kinh thánh này, cái đoạn kinh thánh này giải đáp cho tôi về những cái thắc mắc mà tôi đang có về những cái sự khó xử trong cuộc sống này? Tại sao? Cảm ơn. That's a big one. Tôi xin lỗi ạ. Không phải là cảm động, tôi không có cảm động. Ít khi nào mà tôi khóc thì buồn giảng lắm. Dạ. Có lẽ rất là khó để mà khi mà chúng ta trải qua những cái tình trạng giống như là một người nào đó mà chúng ta thân quen và người đó qua đời. Và cái câu hỏi mà chúng ta có đó là vì sao cái điều đó lại xảy ra? Vì sao những cái sự xích mích xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không có được cái sự giải đáp cho nó? Tại sao chúng ta trải qua những điều trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy giống như là nó quá khó để chúng ta có thể mà trải qua được? Tại sao chúng ta có những cái sự đụng chạm, va chạm, xích mích ở trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta không có được cái câu trả lời, mặc dù chúng ta là những người Cơ Đốc, mặc dù chúng ta là những người tin Chúa, nhưng mà chúng ta không có được một cái phương cách nào đó để mà hoàn chỉnh nó, hoặc là làm cho nó được tốt đẹp trở lại? Bởi vì chúng ta thấy được rằng ở trong Matthew, nếu mà chúng ta có kinh thánh ở trong Matthew đoạn số 5, khi mà chúng ta nghe về cái bài giảng trên núi, thì Đức Chúa Giêsu nói điều này. Ở trong câu số 9 nói như thế này: phước cho những kẻ làm người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây rằng cái điều mà chúng ta được kêu gọi đó là để được làm hòa thuận. Nhưng mà ở đây không giống như là nói lên một cái sự hòa thuận giữa hai người, hoặc là hai cái thái cực, hoặc là hai cái gì đó nó đang chiến tranh với nhau, hoặc là nó đang có những cái sự xích mích nó xảy ra. Nhưng mà ở ở đây nói thêm đến một cái khía cạnh khác: phước cho những kẻ nào làm cho cái lòng của mình được hòa thuận với chính mình. Ai sẽ làm cho mình hòa thuận được với lại cái con người, hoặc là những cái sự vi phạm gì đó mà đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? Ai sẽ làm cho cái lòng này nó được hòa thuận với lại tất cả những cái hành động và cử chỉ hả? Không phải, cử chỉ là thành phố. Cử chỉ, dạ đúng, dạ cảm ơn. Cử chỉ, hoặc là lời nói mà chúng ta vừa mới nói ra và chúng ta cảm thấy hối hận. Ai sẽ làm cho cái lòng này nó hòa thuận với lại tất cả những cái gì đó mà nó ám ảnh trong đầu chúng ta, nghĩ rằng ước gì tôi có thể lấy lại cái điều đó, bởi vì nếu mà tôi có thể lấy lại được cái điều đó thì có lẽ tất cả những cái sự đổ vỡ, chiến tranh nó không có xảy ra trong cuộc sống của mình. Ai sẽ làm cho cái lòng này được hòa thuận với lại cái người mà đang nhìn lại với mình trong cái gương? Và khi mà chúng ta đang nói cái câu chuyện đó với chính mình thì chỉ có một người có thể làm hòa thuận thôi, không ạ? Bởi vì không có đến người thứ ba, chỉ có hai người thôi, đó là mình và một người khác làm cho mình được hòa thuận với lại cái người đang đối diện với mình. Những chiến tranh ở ngoài rất là khó để chúng ta có thể giải đáp. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta ngồi và chúng ta nghĩ rằng ok, những cái chiến tranh nó xảy ra ở bên Ukraine với lại ở Nga thì làm sao nó sẽ chấm dứt và làm sao sẽ có được sự hòa thuận giữa hai bên. Tôi không có câu trả lời, và tôi nghĩ rằng không có ai trên đất này có câu trả lời cái sự hòa bình nó sẽ đến như thế nào. Hoặc là chúng ta nhìn lại đến chiến tranh Việt Nam, sự hòa bình nó xảy ra như thế nào, nó có hòa bình hay không, nó có đem lại sự đầm ấm giữa hai bên đã đánh lộn với nhau hay không? Hai bên đều đến với nhau ôm ấp và nói ô tôi yêu anh. Đâu có, đâu không, đâu, chuyện đó nó không có xảy ra. Chiến tranh rất là dễ xảy ra, nhưng mà sự hòa bình nó rất là khó. Mà sự hòa bình giữa chúng ta với lại cái người mà nhìn trong cái tấm gương đó nó còn khó hơn nữa. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào trong cái tấm gương đó, chúng ta không phải là nhìn vào một người khác, chúng ta nhìn vào một cái người mà chúng ta biết hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài,
không phải là những hành động, không phải là những lời nói, nhưng mà chúng ta cũng biết về những cái sự suy nghĩ ở trong cái đầu này, và chúng ta cũng đã hối hận. Ai sẽ làm cho cái người đó hòa thuận với lại cái người mà họ đang đối diện? Chỉ có một người thôi, đó là Chúa Giê-xu. Bởi vì tất cả những sự chiến tranh nó xảy ra không phải là bởi vì ở ngoài nó xảy ra, nhưng mà cái chiến tranh nó xảy ra bởi vì nó phát xuất từ trong chính mình. Mình nghĩ một người nào đó khác đã xúc phạm đến mình, mình nghĩ người nào đó đã nói những lời gì đó không có xuôi tai mình, mình nghĩ rằng cái người đó đã làm những cái gì đó làm cho mình không vui lòng, phải không ạ? Cho nên chiến tranh nó xảy ra ở tại đó. Những sự mâu thuẫn nó xảy ra là bởi vì những sự mâu thuẫn nó xảy ra là bởi vì chúng ta không có hiểu được nhau, chúng ta không có biết được cái tâm trạng của người bên kia, và chúng ta gây ra rất là nhiều những điều trong cái tâm tư tưởng của mình, và những cái điều đó nó gây ra những cái sự chia rẽ ở trong cuộc sống của mình. Mình nghĩ rằng những người đó có những cái gì đó về mình, cho nên mình gây ra những cái sự xa cách. Phải như mà đừng nghe, phải như những người đó đừng nói, thì những sự chiến tranh nó không có xảy ra. Và nhất là trong cái lòng của mình, có rất là nhiều lúc chúng ta thấy được rằng những người nào đó nói về những cái tính hư tật xấu của mình, mình bắt đầu mình coi những cái điều đó là trọng, và mình tự hạ mình xuống, mình tự hạ mình xuống, mình cứ tự hạ mình xuống. Nhưng mà có một cái câu giải đáp ở đây, đó là chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời mới có thể làm cho mình hòa thuận với lại cái con người này của mình. Chúng ta mở ra, tôi muốn kết thúc ở đây ở trong Giăng đoạn số 14. Thì đây là điều mà Đức Chúa Giê-xu nói. Bắt đầu từ câu số 25, Giăng đoạn số 14, bắt đầu từ câu số 25, chỗ nói như thế này: Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta cùng ở với các ngươi, nhưng Đấng an ủi là, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để lại sự bình an, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Giê-xu không có quan tâm đến những cái gì ở ngoài cái con người của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu rất là quan tâm đến cái cách mà chúng ta đối xử với chính mình. Cái gì làm chúng ta sợ hãi ngày hôm nay? Chúng ta có những cái gì làm chúng ta lo lắng ngày hôm nay? Những cái gì đó làm cho đè nặng ở trên cái tư tưởng của chúng ta ngày hôm nay? Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng nếu mà chúng ta muốn đến với Chúa, cầu xin với Đức Chúa Trời cho Đức Thánh Linh vào trong lòng của chúng ta để nhắc nhở chúng ta biết một điều, và cái điều này rất là quan trọng, đó là Chúa yêu chúng ta. Chúa lên trên cây thập tự giá để chết cho chúng ta, để đền tội, để mà xóa hết đi tất cả những cái vi phạm, xóa hết đi tất cả những cái lầm lỗi, xóa đi hết tất cả những cái gì đó mà đang còn ám ảnh trong cái tư tưởng của chúng ta, làm chúng ta nhìn vào trong cái con người mà đang nhìn đến chúng ta trong cái gương đó, và chỉ thấy những cái sự dơ bẩn, thấy những cái sự xa suốt, thấy những cái tội lỗi gì đó mà vẫn còn. Và Chúa nói Chúa chết cho những cái điều đó. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần đến với Chúa giống như là người thu thuế, đem mình đến với lại đền thờ của Đức Chúa Trời và nói: Chúa ơi, con thấy những tội lỗi của con. Chúa ơi, con thấy những sự dơ bẩn của con. Chúa ơi, con thấy những vi phạm của con. Con thấy những lầm lỗi của con. Con nghe những cái gì khác mà những người khác nói về con, nó không có đẹp, nó không có tốt. Ngày hôm nay con xin Chúa Ngài cho con có thể yêu được cái người đó
cái người mà dơ bẩn đó, cái người mà vi phạm đó, cái người mà đang nhìn con trong cái gương đó. Và Chúa ơi, cho con yêu được cái người đó. Giúp cho con để con thấy được cái tình yêu mà Ngài có cho cái người đó ngày hôm nay. Giúp cho con để con có thể vượt qua được, tha thứ được cho cái người đó mà đang nhìn con trong cái gương. Bởi vì nếu mà chúng ta không thể nào tha thứ được cho chính cái người này, thì chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ được cho tất cả những người khác ở ngoài. Bởi vì cái tình yêu mà chúng ta có cho cái người đó không có. Vậy thì khi mà Chúa nói rằng hãy yêu kẻ lân cận như chính mình, mà chúng ta không có yêu mình thì nó rất là khó để chúng ta có thể yêu được những người khác, không ạ? Nó bắt đầu từ cái tình yêu mà chúng ta có cho cái người mà trong cái gương đó. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sự dơ bẩn trong cái người trong cái gương đó, và chúng ta không thể nào tha thứ được cho cái người đó, thì chúng ta không thể nào làm hòa được cho bất cứ một người nào khác xung quanh chúng ta. Cái câu trả lời cho chúng ta ngày hôm nay có lẽ rất là dễ cho người Cơ Đốc chúng ta nói rằng: ô, Chúa nói rằng tôi phải tự bỏ lấy mình. Đúng. Nhưng mà tự bỏ lấy mình không có nghĩa là chúng ta phải ghét nó. chúng ta không có thương được nó. Bởi vì Chúa thương nó. Chúa thương cái người trong gương. Và cái tình yêu thương mà Chúa có cho cái người đó nó thật. Và cái tình yêu đó nó cũng phải thật trong lòng của chúng ta cho các người mà đang nhìn chúng ta trong gương. Là Chúa, chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con, Trời, để chúng con có thể thương được cái gương của chúng con, Trời, và cái người mà đang nhìn chúng con qua cái gương đó. Là Chúa, xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con, Trời, để chúng con có thể đến được với Ngài, Trời, với tất cả những gánh nặng của chúng con để trước bệ chân của Ngài. Giúp cho chúng con, Trời, để chúng con đến, để chúng con giao hết những gánh nặng của chúng con cho Ngài, Trời, để nhận lấy được sự tha thứ của Ngài, nhận lấy được tình yêu thương của Ngài, Trời. Để Chúa, xin Chúa Ngài giúp chúng con, để chúng con đứng dậy. Để Chúa, xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp sức cho chúng con, Trời, để cho sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của mỗi một chúng con, Trời. Để Chúa, chúng con có rất là nhiều những khiếm khuyết, chúng con có rất là nhiều những sự yếu đuối, Trời. Chúa, chúng con ngày hôm nay chỉ biết nương cậy nơi Ngài và tình yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh Ngài đến và Ngài đổ đầy vào trong lòng của mỗi một chúng con, nhắc nhở chúng con, Trời, rằng cái con người này đã được chuộc bởi huyết báu của Chúa Giêsu, Trời, mỗi một ngày, thì chúng con có thể vực chúng con dậy, chúng con có thể vác thập tự giá của mình và đi theo Ngài. Chúng con ta ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện nhờ Chúa Jesus Christ.